nghĩ ra một món rất hay về món canh đi. Việt Nam ta thì rất hay có những món là về cua, ốc, hến và rất nhiều món mà đồng quê sông suối rất hay. Hôm nay tôi làm món rau mùng tơi nấu canh hến. Các bạn ạ, ở trong này thì nó có một cái rất hay. Tại sao tôi muốn nói với các bạn? Tại vì là cái cách mà đãi hến của ta có nhiều người không biết làm, vì là cái cách em rất chậm, nhặt từng con một hay là nó rất là chậm. Thì tôi có một cái phương án, một cái cách rất là nhanh để làm cho cái tách con hến ra khỏi vỏ nó rất là nhanh. Thì sau đây tôi muốn giới thiệu các bạn về cách cái tách vỏ hến như nào và con hến ra sao nhanh như thế nào. Các bạn hãy theo dõi chương trình của tôi. Các bạn thấy hay thì like và chia sẻ lên cái kênh tôi nhé. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu về món của tôi, nó gồm có những gì. Siêu ơi, món của tôi hôm nay rất đơn giản, gồm có một vài thứ như này thôi. Đầu tiên, súp các bạn nhé. Hành khô, mỡ, hạt nêm và nước mắm. Ồ, hình như còn thiếu cái gì đó quan trọng không thì phải. Đúng rồi, chúng ta còn một thiếu. Đó là nhân vật chính của ta. Xin mời bên này. Tôi có một cơ số hến ở đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Con hến rất to. Các bạn ơi, đi chợ thì các bạn nhớ chọn con hến to như này thì chúng ta làm thì rất là ngon và dễ làm các bạn nhé. Rất ngon, rất dễ làm. Và tiếp theo đó là rau mùng tơi. Tôi đã thái nhỏ ngon này. Các bạn thấy thế nào? Rất tuyệt vời. Đầu tiên tôi muốn nói về các bạn là về cái con hến này. Thì chúng ta trước khi chúng ta mua về thì chúng ta phải ngâm trước khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Chúng ta sẽ cho ớt, cho nước cạn để chúng ta ngâm hến để cho con hến nó nhả những cái chất bẩn trong cơ thể con hến ra ngoài. Thì như vậy chúng ta nấu thì nó sẽ không bị sạn, ăn sẽ ngon hơn các bạn nhé. Ngâm đến 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Thì ở đây tôi đã ngâm xong hết rồi. Thì chúng tôi đã cho nước gạo và ớt ngâm sạch sẽ và tôi đã rửa. Thì trong quá trình rửa chúng ta làm sao mà cho cái vỏ hến bên ngoài này nó thật là sạch sẽ đi, để khi chúng ta nấu thì được cho chúng ta sẽ được một cái nước là nó sẽ trong ngon các bạn nhé. Các bạn ơi, và bây giờ tôi sẽ rửa một nước hến cuối cùng nhất để cho nó sạch nhất. Thì các bạn hãy xem cái mình sẽ rửa con hến như thế nào để cho đảm bảo vỏ hến là sạch nhất. Thì tôi đang cho đầy nước, các bạn hãy chờ trong ít phút. Con hến rất là đẹp nha các bạn ha. Ok, đã đầy nước rồi, giờ thì mình xin mời đầu bếp chính vô chỗ tài. Các bạn ơi, nước đã đầy rồi. Chúng ta vỏ hến sao cho sạch, các bạn bóp nó, bóp hai tay để cho nhằm mục đích là cho hai các cái vỏ hến nó sẽ trà sát vào nhau thì nó sẽ sạch sẽ các bạn nhé. Chúng ta hãy bóp nhiều lần. Tôi đã rửa rất nhiều lần rồi, đâm ra là lần này cũng rất là sạch rồi các bạn ạ. Đây tôi cũng rửa thêm một lần nữa thôi. Đấy, các bạn hãy bóp để cho các vỏ hến nó trà sát vào nhau thì nó sẽ sạch hơn. Đấy, sau khi đã sạch rồi các bạn thấy chưa? Tôi đã nước cuối cùng rồi vẫn trong. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình tiếp theo. Chúng ta bật bếp lên nào. Chúng ta đổ nước vào các bạn nhé. Chúng ta đổ nước. Chúng ta đổ làm sao mà vừa độ canh của chúng ta. Chúng ta muốn ăn canh bao nhiêu thì chúng ta sẽ đổ bấy nhiêu. Có thể là nhiều hơn một chút vì là lúc chúng ta đun nó sẽ cạn đi một cơ số. Và chúng ta cho lượng súp cũng vừa phải vừa món canh của mình luôn. Các món rau khác thì có thể chúng ta cho bột tôm, nhưng mà đây là canh hến thì chúng ta cho súp để làm sao mà chúng ta lấy được cái vị của canh hến. Còn nếu chúng ta cho bột tôm vào thì đương nhiên nó mất cái vị hến đi. Sau khi cho đủ rồi thì chúng ta đậy vung và chúng ta đun. Trong quá trình đợi sôi, chúng ta hãy đợi nước sôi các bạn nhé. Và chúng ta sẽ chờ trong ít phút. Các bạn ơi, nước sôi rồi. Các bạn nên lưu ý là khi chúng ta thả hến vào lò nước phải xô thật mạnh như thế này các bạn nhé, thì nó mới đảm bảo. Và chúng ta sẽ cho hến vô. À, mấy em nè. Và chúng ta lại đợi vung vô. Và nhớ vẫn xô mạnh.
Mới nên mấy em hiện đang trong trạng thái được đi tắm suối nước nóng. Có vẻ mấy em ấy đều thích sau khi được tắm cái suối này. Chúng ta sẽ cho các em hến đi tắm suối nước nóng. Và hầu như mình thấy mấy cái em hến này tắm xong mình cảm thấy chúng nó có vẻ nó ngon hơn là đẹp ấy. Chúng ta hãy đợi sôi thật mạnh và chúng ta sẽ chương trình tiếp theo. Các bạn hãy theo dõi. Ngồi trên màn hình, đừng bỏ đi. Các bạn ơi, nước đã sôi mạnh. Tôi mở ra xem thế nào. Wow! Trời ơi, chuyển màu luôn, trời ơi. Các bạn lưu ý trong quá trình đang sôi mạnh thì có những cái váng ở trên, các bạn nhìn đi ạ. Đấy, không được sạch lắm đâu. Chúng ta sẽ đổ đi. Mấy anh hến này sung quá à, mở hết cả miếng ra rồi kìa. Và sau đó chúng ta đảo nhé các bạn nhé. Chúng ta cứ đảo. Đảo như này thì nhằm mục đích là thứ nhất là trong nước chúng ta đã có ít súp về rồi. Và chúng ta đảo mạnh thì làm cho các con hến chúng ta nó long ra. Nó long ra khỏi cái vỏ của nó. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đấy, chúng ta chưa cần làm gì đâu mà nó đã long hết cả ra rồi. Đấy, các bạn thấy tuyệt vời dần chưa? Và chúng ta cho sôi thật mạnh. Cái lúc mà chúng ta để sôi mạnh ấy là cũng là một phần thêm tác động để cho con hến chúng ta long ra khỏi vỏ. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Ba mình ngày xưa học giỏi vật lý nhất lớp luôn ấy nha. Chúng ta lại tiếp tục vớt. Nhìn mấy bé có vẻ ngon miệng ghê luôn á. Các bạn ơi, khi này chúng ta đã chuẩn bị là cho hến ra được rồi nhé các bạn nhé. Các bạn hãy theo dõi. Chúng ta tắt bếp. Chúng ta tiếp tục vớt. Bây giờ chúng ta sẽ đổ ra nào, các bạn hãy theo dõi nhá. Đấy các bạn ơi, mới đổ ra thôi mà đã có bằng này con đấy rồi đấy. Chúng ta để nhanh gọn, chúng ta sẽ lấy bắt con và chúng ta hứng trước sản phẩm chúng ta đã có đã. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đã có một bát rồi đã. Ta để riêng ở đây. Đấy. Và chúng ta sẽ tiếp tục đổ. Các bạn là lưu ý đây, chúng ta để một cái bát tô bên dưới để hứng nước các bạn nhé. Sau khi đổ xong thì ta lại để nồi cho cũ. Rất tuyệt vời. Các bạn ơi, sau khi chúng ta đổ xong bát nước hến ra rồi, chúng ta để một cái bát sang cái nước hến sang để sang một góc bên cạnh và chúng ta để im không động đậy gì cả để nhằm mục đích cho nước chúng ta trong. Chúng ta sẽ nhằm mục đích để cho nước của chúng ta trong lại để nhằm mục đích là tất cả những cái gì đó ở của con hến nó nhả ra nó không được sạch chẳng hạn thì nó sẽ đọng lại dưới bát. Các bạn ấy lưu ý. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Các bạn theo dõi. Các bạn ơi, tôi đã chuẩn bị cho mình một chậu nước đây rồi. Và bây giờ là một khâu rất là quan trọng. Các bạn hãy lưu ý và xem tôi làm như thế nào các bạn nhé. Chúng ta sẽ đãi hến. Chúng ta cho vào này, ngoáy này. Chúng ta làm cho các con hến bung ra. Đấy. Sau đó chúng ta đãi. Đấy, chúng ta làm cho các con hến là sẽ ra khỏi chậu. Đấy, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đấy. Đấy, các bạn lưu ý.
Đấy các bạn xem đấy. Con hến chúng ta đã ra gần hết rồi đấy. Chúng ta chỉ còn nhặt sơ sơ một chút xíu nữa thôi là hến chúng ta đã ra hết rồi. Đấy. Các bạn xem bây giờ tôi sẽ vớt hến của mình lên. Đấy, sau đó chúng ta cho vào bát. Đấy, tôi chỉ đi vài đường cơ bản thôi là chúng tôi đã nhặt được gần như là hết hến của mình rồi. Các bạn ơi, sau khi xong rồi bây giờ chúng ta sẽ còn lại bao nhiêu thì chúng ta có thể còn nghĩ thôi, chúng ta có thể nhặt bằng tay một chút cũng được, còn đâu là đa số chúng ta cũng đã xong rồi. Đấy các bạn ạ, chặt nhà bằng tay là con xong rồi đấy ạ, rất là nhanh. Còn mấy con nữa là xong. Đấy, rất tuyệt vời. Nó chỉ còn sót một ít thôi nhưng là nhặt rất là nhanh, các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời. Vâng, còn chỗ này chúng ta bỏ đi thôi, cái này không ăn đâu nhá, bỏ đi thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị sang bước tiếp theo. Các bạn ơi, từ nãy đến giờ mình đã nhặt được hết mấy cái này ở đây, khổ công mình quá mà. Đúng rồi đó, mình nhặt hết mà. Mấy cái này mình nhặt hết mà tay mình khéo léo nhanh nhẹn lắm. Con một phăng ngã đi vào lòng đất. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là chúng ta sẽ làm nên con hến nó như thế nào cho nó ngon, nó đẹp. Chúng ta bắt đầu hang. Bật điện lên em ơi. Nổi lửa lên em. Phát hài. Chúng ta cho mỡ vô ta. Cái này nó nóng nên là mỡ vô nó tan chảy luôn này trời. Sau đó chúng ta cho hành vô ha. Chúng ta cho một thìa hạt nêm nhá. Rất thơm. Và chúng ta đảo lên ha. Các bạn đã thấy chuẩn bị thơm chưa? Chuẩn bị thôi nha, vì tôi chưa cho mắm vào đâu, cho mắm vào nó mới thơm các bạn ạ. Và hành chúng ta cũng bắt đầu vàng vàng rồi đấy. Chúng ta cho một chút mắm thôi nhá, một chút thôi nhá, vì cho nhiều quá là nó mặn nhá, vì chúng ta vừa cho chút đủ rồi. Cho một tí gọi là lên mùi thôi các bạn ạ. Úi giời ơi, thơm chưa? Thơm quá. Ôi, nực nặc mũi luôn trời sau ơi. Sau đó chúng ta đổ hến vào đây. Làm rất vất vả. Chúng ta xào lên này. Rồi ôi, sương mù bay tấp nập, lợn khói mù mịt bay tấp nập. Và chúng ta đợi một chút để cho hến ngấm. Các bạn ơi, khi mà hến của chúng ta ấy là bắt đầu là ngấm mắm muối, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Bắt đầu là ngấm mắm muối rồi đấy ạ, rất thơm rồi đấy ạ. Đấy, tuyệt vời chưa ạ? Quá tuyệt vời.
Và sau đó chúng ta đổ nước vô nhá. Khi chúng ta di chuyển bát, chúng ta nhớ cầm nhẹ nhàng thôi, để cho cái đục ở đằng sau nó sẽ không bị vẩn lên này. Các bạn nhìn chưa? Đấy, nước của chúng ta trong chưa? Đúng các cụ ngày xưa có nói là trong như nước hến. Ôi, nhìn nước nó trong, trong đúng không ạ? Đó, mấy cái đục này là các bạn đó, đến đoạn cuối cùng chúng ta bỏ lại nhá. Không nên cố thương tiếp phẩm gì nha. Không là lỡ tay là phun phát rồi là mất luôn nguyên cái món mình chế biến. Sau khi chúng ta đổ xong rồi thì chúng ta đậy vung vô. Và chúng ta lại chờ đợi trong. Các bạn ơi, nước đã sôi rồi, các bạn để ý khéo nó tràn các bạn nhá. Chúng ta nhỏ nữa. Đó, bắt đầu đến nắp rồi đó. Cái này mình phải nhanh tay nha, không chúng ta cho nhỏ lửa. Và chúng ta cứ để sôi một lúc cho nó cái con hến ấy nó sẽ ngấm hơn và nó sẽ ngon hơn ra nước các bạn nhé. Wow, ngon quá các bạn ơi. Và lúc này chúng ta cho rau vô nhá. Và chúng ta lại chờ đợi trong ít phút. Chúng ta cho lửa mạnh để cho nó nhanh sôi. Khi nước bắt đầu sôi cái chúng ta phải giảm lửa ngay, không nó tràn các bạn nhé. Các bạn ơi, nước bắt đầu sôi. Chúng ta chuẩn bị tư thế nhau nữa. 1, 2, 3, go. Và khi này chúng ta sẽ mở bụng để tránh bị rau nó bị nồng các bạn ạ. Các bạn thấy thơm dần chưa? Các bạn thấy ngon dần chưa? Quá tuyệt vời các bạn ơi! Thơm ngon quá rồi! Vâng, chín rồi các bạn ơi! Chúng ta bắt ra nào! Trời luôn à. Các bạn ơi, thấy có tuyệt vời không ạ? Rất là ngon ạ. Wow, rất tuyệt vời. Các bạn ơi, cuối cùng món ngon cuối tuần của tôi đã xong. Món canh hến nấu với rau mùng tơi rất tuyệt vời. Rất là dễ chế biến và cái phương thức của chúng ta để mà tách cái nhân của con hến ra rất là dễ dàng, các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Và các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh cho tôi nhá, để tôi lại có những video mới và có những món ngon mới và trong những chương trình cuối tuần mới thì các bạn sẽ thưởng thức món ăn của mình trong gia đình của mình. Vâng, chương trình của tôi đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.